Cả nhà ơi, em vừa thăm xong hai cái bầy đây này, được hai con luôn. Cả nhà ơi, em vừa ngủ dậy xong, tối qua là trời mưa xong em mệt quá cả nhà. Đấy, tối qua em ngủ ở đây nhé. Đấy, đây đất ẩm ướt này này, trời mưa xong đất ẩm ướt hết rồi. Đấy, sáng nay là em sẽ đi đặt bẫy nhá cả nhà. Em đi đặt bẫy xong, kiểu đi đặt bẫy để khám phá khu rừng mấy xem có thú gì không, để tí là em còn có món ăn nhá cả nhà. Đấy, sáng nay là công việc của em là em đi đặt bẫy xong, về là em hoàn thiện nốt cái lán này nhá. Em sẽ làm cái giường với lại rào xung quanh. Hôm qua là trời mưa cả nhà, đất ẩm lắm. Đi vào trong rừng này nó ướt. Không biết là chuyến đi này mình đi khám phá cái khu rừng mới này có nhiều thú không. Wow, cây dâu da này cả nhà. Đấy, có quả rồi. Nó mới có hoa thôi cả nhà. Không biết là ở chỗ mọi người thì gọi là cây gì, nhưng mà chỗ em đây thì gọi là cây dâu da nhé. Dâu da ở rừng này lúc chín thì ăn cũng ngon. Đây, khu này có đường thú đi lại, nó mới mới. Đấy nha cả nhà, em sẽ bẫy ở chỗ này nhé. Em sẽ tạo một cái đường ở đây để bẫy con chim nhé. Cái này con chim về bới sao. Đấy, đấy, ở khu này nhiều chim hót lắm cả nhà. Không biết là có con gà rừng với gà lôi không, nhưng mà em thấy nó bới ở đây. Đấy, giờ em sẽ tạo thêm đường nữa, em đặt bẫy ở đây nhé. Vậy là bẫy xong một cái nha mọi người. Bây giờ mình sẽ di chuyển tiếp nha. Đây cả nhà ơi,
Cái khe này là chắc có khi lại có ếch đấy. Có ếch với lại có cá đấy cả nhà. Nhìn nó có nước với lại nó ẩm thấp. Trời vừa mưa xong nhìn đá ở đâu không trơn lắm. Có khi mấy cái này lại có con rùa đấy. Hoặc là con ba ba. Buổi tối thì soi rồi, con nắng lại có đấy. Wow, không biết con gì bới này cả nhà ơi. Đây, bới đây nhé. Hay là con chim công nó về bới. Đây này, chỗ đằng trước này có thác đẹp phết này. Wow, có cá kìa. Nhiều cá phết. Một đàn cá. Ui kìa, cá kìa. Ui. Cái loại cá đá kia này. Nó đang chui xuống dưới nước kìa. Nhiều phết. Trên cao. Cái khe này là nước bé đó. Ui, bây giờ mình chèo cái này không biết có chèo được không. Trơn lắm. Ôi, ôi. Trơn kinh khủng luôn cả nhà. Trời mưa xong khó đi thật. Đây nha, cái chỗ đá này dốc lắm. Mình vừa trèo từ dưới kia lên. Khó đi quá. Trời mưa xong ẩm ướt lạnh nhưng mà mình đi đặt bẫy này kiểu leo trèo nó mệt. Nhưng mà rừng thì mà trời mưa gió này mệt mỏi rồi. Ẩm ướt này khó chịu. Khu kia thì nó có con gì bới mới bới. Chắc là tí nữa là phải đi đặt bẫy ở chỗ kia trên đấy. Lên đoạn trên xem. Ui, vừa qua được cái đá khó đi giờ lại gặp cái đá này nữa, cái thác này nữa. Giờ chả biết phải trèo qua chỗ nào nữa mọi người. Wow, cái này thì chắc là hết đường đi chứ. Đúng là khó đi thật. Giống như có con gì mới ở đây này. Ở dưới hốc đá này. Đây nha, chỗ này là ở dưới hang đá này nhá. Tối lắm, chỗ này tối om lắm. Wow, chỗ này thì không trèo lên được rồi. Cả nhà. Cái này thì em chịu. Bây giờ sang hướng bên này xem nào. Chỗ này có khả năng là trèo được. Vừa đá trơn lắm. Khó trèo lắm. Đây mình vừa mang cả túi xong. Cả dao nữa, cầm máy quay nữa. Không có chỗ nào. Không có tay để bám chú để lên. Để chú đi và dừng lên.
May quá vừa được chỗ này rồi. Cả nhà ơi, em vừa đi đặt bẫy xong về nhá. Bây giờ em đi chặt cây tre để hoàn thiện nốt cái lá nha cả nhà.
Đây cả nhà, vậy là em vừa hoàn thiện xong lán của em rồi nhé. Đấy, bây giờ là em đi thăm bầy nhé cả nhà, thăm bầy để xem được con gì không để về ăn, để chế biến ăn nhé. Cả nhà ơi, em vừa hoàn thiện xong cái lán nhé cả nhà. Bây giờ em đi thăm bầy xem có thú gì rừng gì ăn không nhé cả nhà. Đây nha cả nhà, bây giờ em đi thăm bầy nhé. Không biết là em đặt bầy xong bây giờ có được thú rừng gì không. Nếu mà không được thì coi như là hôm nay em xịt rồi, có gì ăn. Đây nha cả nhà, cái khe này có cá với lại có cua đấy cả nhà. Không biết có ích không. Đây em bấy ở trên này một cái này. Không biết là có trúng không. Đây nha cả nhà, em bấy ở bên này nhé. Không biết có được không. Ui, được một con rồi cả nhà. Kìa. Đấy. Đây nha, được một con rồi cả nhà. Đấy, con này to phết cả nhà ơi. Nhìn to chưa. Đuôi dài lắm, cái loại này ăn ngon lắm cả nhà. Em bảo rồi, cái chỗ này đường nó đẹp lắm, bấy là được ngay. Đấy, được con to nhá. Thôi bây giờ em đặt tiếp cả nhà, đặt để ngày mai còn có món ăn này nhá. Còn có xem có được con gì nữa nhé. Đây cả nhà, em vừa thăm xong một cái là được một em rồi nhé. Bây giờ là em lại đi lên trên này thăm nốt mấy cái còn lại nhé. Không biết là trên này thành quả nó sẽ như nào. Em đặt trên này. Đây nha, em bày trên này một cái nữa. Không biết có được không. Wow, được con chim. Ui ôi. Đấy, được con chim to cả nhà. Nhưng mà kiến nhiều quá. Kiểu sáng mình bấy rồi, kiến nó bò hết, bâu hết rồi. Đây này. Chim to lắm. Sướng thật. Đây nha. Đấy, con này ngon đấy. Thôi bây giờ
Đấy, được hai con rồi, được một con chuột với lại một con chim nhá cả nhà. Bây giờ là mình thăm hai cái thôi nhưng mà được hai con rồi. Công nhận là cái khu rừng này mình vừa mới vào đây khám phá là có nhiều thú rừng lắm cả nhà. Bây giờ em đặt tiếp nhá. Đấy, bây giờ em đặt tiếp ở đây xong em lại đi thăm còn mấy cái nữa cả nhà, tại vì em đặt thế này mấy cái nhá. Cả nhà ơi, em vừa thăm xong hai cái bầy đây này, được hai con luôn. Đấy, sướng lắm cả nhà. Em vừa chỉ thăm hai cái thôi mà được hai con rồi. Cái loại chim này không biết là chỗ mọi người thì gọi là như nào nhá. Cái chim này to phết này. Đấy, vậy là có bứa rồi cả nhà. Ui đây này, khu này vẫn còn nhiều con về bới đây này. Đấy, bới nhiều lắm. Đây này. Đấy. Bới này mới luôn. Khu này mà em mà đặt nhiều chắc là được nhiều con đấy, nhưng mà em chỉ đặt đúng mỗi một cái bới đấy ở khu này thôi. Bây giờ là em lại đi thăm tiếp ở bên kia là em đặt mấy cái nhé. Có hình như hai cái ba cái gì đấy đâu, tại vì gấp quá em không đặt được nhiều cả nhà. Ở trên này mình đặt mấy cái trên này không biết là có được không. Ủa, khu này cũng có nhiều thú rừng bới đó. Bởi mày mới. Wow, đây này. Không được rồi. Cái này bị xịt rồi. Không được. Ở bên này còn một cái nữa nhé. Không biết là cái bên này sẽ thế nào đây. Nóng rồi, nhờ lên dốc. Ôi đâu nhỉ, quên rồi. Bầy ở khu này nhưng mà không biết ở điểm nào. Sợ đi tí giẫm vào chân thì chết luôn. Bị kẹt vào chân thì... Ôi đồ ơi. À đây đây, dưới này hình như bị sập rồi cả nhà ơi. Ủa, hình như bị sập rồi. Đây 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 đây. Đây, chỗ này này. Đấy, bị sập rồi. Nhưng mà không biết là nó kéo ra đâu. Bây giờ là em sẽ tìm nhé. Chắc là nó chỉ có trôi xuống thôi. Nó mà dính con gì nó chỉ có xuống thôi, không dốc thôi. Wow, không biết là nó kéo đi đâu rồi. Chắc có khi lại đi xa đây.
Trời ơi. Đấy, đang nhảy ra là bẫy ở trên này nhá. Nó sẽ kéo xuống khu dưới này. Tùy dưới này nó dốc mà. Nhưng mà bây giờ tìm khu này chả không thấy đâu. Không biết là nó trốn vào đâu rồi. Hay là chủ dính con thú gì to, nó mang cả cái bẫy của mình đi luôn. Đấy cả nhà ơi, tìm sau một hồi mà vẫn chưa tìm thấy cái bẫy này nhé. Kiểu mình đây mình đặt ở điểm này này. Cái này là em nghĩ là sợ nó dính con cày hoặc là con gì to ấy, tìm không thấy. Không biết là nó sẽ kéo đi ở bên nào ấy. Tìm cả một hồi chả thấy đâu ấy. Tìm cả khu dưới này xung quanh hết rồi nhưng mà không thấy đâu. Đâu rồi? Cầu mong là nó thấy đây, không biết đi đâu rồi. Nó mang đi ở khu nào rồi. Đâu được. À, nó ở đây rồi. Ây da mày. Làm anh tìm cả buổi ấy mày. Đây này, ui. Đấy. Đấy, làm anh tìm cả buổi không thấy mày. À mày. Làm anh tìm cả buổi không thấy mày. Khổ quá, tưởng là con gì to chứ. Hóa ra là... Úi dồi, cái con này. Đấy cả nhà. Sau một hồi tìm, cứ hồi hộp tưởng là dính con gì to. Hóa ra được con chuột. Đây. Được một em chuột này. Tưởng là được con gì to to, thú gì to, sướng. Thôi bây giờ em đặt tiếp cái bẫy này. Xong em mang về chế biến ăn nhé cả nhà ơi. Con này chả biết chim gì, chắc ngon lắm đây cả nhà. Thôi bây giờ em đi kiếm củi để chế biến đây. Đây cả nhà ơi, vậy là em làm sạch lông hết rồi nhé. Đấy, dày nhìn to phết rồi. Bây giờ em chuẩn bị đi làm thôi, làm sạch thôi. Đi mổ các thứ rồi đây. Thank you.
Wow, lửa tắt hết rồi. Đây nha cả nhà, bây giờ em nướng đây, giờ chờ đợi tí nữa chín là được ăn nha. Đấy, ra mỡ đấy, con chim này. Đây, mỡ này. Nhiều mỡ phết cả nhà, nhìn ngon vàng ươm. Đấy, được nhiều phết. Vào khu rừng mới này cũng có nhiều thú rừng phết cả nhà. Đấy, ngon lắm. Ôi, chắc là bên dưới vàng rồi mọi người ạ. Bây giờ mình lật đây. Wow. Đây, nó đang sôi này. Mỡ đang sôi này. Nhìn hấp dẫn phết. Wow. Đấy, vàng ươm nhá. Nhìn ngon. Thơm thế nhỉ. Đói lắm rồi mọi người. Thôi bây giờ mình lấy cái này nướng ăn trước đã. Cái mề nhá. Đây này, cái mề. Đói đúng là ngửi thơm thật, thấy thơm thật. Kiểu giờ đang đói à. Đây, nhìn ngon lắm cả nhà. Cái mề con chim ngon lắm. À, ngon. Cảm giác thơm với lại ngọt lắm. Kiểu con chim nó thịt nó ngọt cả nhà. Bây giờ kiểu em đói cơm lắm rồi. Đây nha cả nhà ơi. Vậy là mình đã nướng chín rồi nhá. Đấy, ngon luôn. Thôi bây giờ mình thưởng thức thôi. Bây giờ đói lắm rồi. Đây này, đùi đẹp kỳ luôn. Thôi mời cả nhà nhé. Ngon lắm, chim này ngon lắm. Thôi nha cả nhà, bây giờ mình ăn thử đùi con chuột này nhé. Vừa nãy là mình ăn đùi con chim rồi. Thì nó nhìn thì nó ngon lắm. Đấy, toàn là thịt thôi.
Nhiều thịt lắm. Tôi mời cả nhà nhé. Ngon, thịt nó ngọt, kiểu đang đói nó ngon lắm.